Star News của Hàn Quốc cho biết liên đoàn bóng đá Thái Lan và Malaysia đều đang rất để mắt tới huấn luyện viên Park Hang-seo. Đặc biệt liên đoàn bóng đá Thái Lan được cho rằng đã sẵn sàng chi động để đón được ông huấn luyện viên Park về cầm quân. Thái Lan đang rơi vào cuộc khủng hoảng huấn luyện viên ở cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên tuyển quốc gia của họ đã bị sa thải từ ASEAN Cup trong khi huấn luyện viên tạm quyền không thể thực hiện được nhiều và thất bại đáng tiếc ở King Cup vừa qua. Trong khi huấn luyện viên đội tuyển U23 của Thái Lan cũng vừa từ chức. Trong khi đó, Thái Lan vẫn nuôi mộng tái chiếm vị trí số 1 Đông Nam Á từ tay Việt Nam, chưa kể đến các kế hoạch năm 2019, khi họ kỳ vọng có thể sẽ có một vị trí tốt ở vòng loại World Cup UA 2022 và giải mới nhất là giải U23 châu Á sắp tới. Nhiều tờ báo của Thái Lan cũng cho rằng liên đoàn bóng đá nước này cũng đã liệt kê danh sách ông Park vào đội tuyển Việt Nam vào danh sách ứng cử viên cho vị trí huấn luyện viên và sẵn sàng chi đậm hơn nhiều lần mức lương 20.000 đô la một tháng sau thuế mà ông đang nhận tại Việt Nam. Con số này có thể lên đến 100.000 đô la. Trước hàng loạt động thái của đối phương, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã xúc tiến đàm phán gia hạn hợp đồng với ông Park. Nhiều nguồn tin cho biết VFF sẽ tăng lương gấp đôi cho ông Park khoảng 50.000 đô la một tháng và một hợp đồng dài hạn 3 năm. Với mức lương và thời hạn hợp đồng này, nếu gật đầu, ông Park sẽ là huấn luyện viên nhận lương cao nhất và thời gian làm việc dài nhất từ trước đến nay ở đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Việc hậu đãi ông Park cũng như đều là điều khoản hoàn toàn dễ chịu. Nếu không có vị chiến lược gia này, bóng đá Việt Nam không thể lột xác hạng mục cũng như trong một vòng 2 năm trở lại đây. Ngoài ra, ngoài những thành tích mà đội tuyển U23 mang lại, quan trọng hơn cả là Việt Nam đã hình thành được một phong cách, triết lý bóng đá cụ thể cũng như khẳng định được tên tuổi trong tầm châu lục. Bản thân huấn luyện viên Park cũng đã khẳng định rằng ông sẽ dành toàn tâm toàn ý phục vụ bóng đá Việt Nam. Cụ thể xuất hiện trong sự kiện tiếp bước kỳ tích vừa được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Park đã khẳng định Việt Nam là ưu tiên số 1 của ông trong những năm tới của sự nghiệp. Không chỉ có vị trí ông lòng người hâm mộ Việt Nam, Hàn Quốc, ông Park như một niềm tự hào, một cầu nối quan trọng với mối quan hệ văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc cũng vừa ra một cuốn sách mang tên Phù thủy Park Hang-seo, huyền thoại bóng đá Việt Nam. Cuốn sách này có 5 phần nói về sự nghiệp cầu thủ và huấn luyện viên của nhà cầm quân Hàn Quốc. Tác giả cuốn sách đã dành một phần trang trọng và rất quan trọng để nói về sự nghiệp cầm quân của ông Park tại Việt Nam. Bản thân quốc gia này cũng đã coi ông Park là huyền thoại của bóng đá, chứ không phải là Hàn Quốc. Đây là một sự tôn trọng rất lớn. Như vậy, mọi thứ đều rất rõ ràng, cơ hội để VFF tái ký hợp đồng với huấn luyện viên Park là rất lớn. Bản thân vị huấn luyện viên này cũng không có những yêu sách quá cao với chế độ đãi ngộ. Chỉ có điều duy nhất là ngân sách Việt Nam có thể trả lương cho ông Park bao nhiêu. Trong mức lương 20.000 đô la một tháng, ông bầu Đoàn Nguyên Đức khi đó còn đang giữ chức vị trí phó chủ tịch VFF là người gần như chi trả toàn bộ số tiền này. Tuy nhiên, trong bản hợp đồng mới, chưa chắc bầu Đức sẽ tiếp tục đứng ra bỏ số tiền. Đây là lúc VFF cần phải tìm nguồn tài trợ mới, tuy nhiên thời điểm hiện tại, việc tìm kiếm nguồn tiền trả lương cho ông Park cũng không thể không khó khăn. Khi Bộ Đức mang về huấn luyện viên Park Hang-seo, ông đã chấp nhận chơi một khoản bạc rất lớn, nhưng cho đến hiện tại thành công của ông Park một lần nữa chứng minh tầm nhìn xa của Bộ Đức. Còn với vị trí của huyền thoại bóng đá, một huấn luyện viên quốc dân được cả nước yêu quý như hiện tại, sẽ có không ít doanh nghiệp muốn làm được nhà tài trợ cho VFF để giữ chân huấn luyện viên người Hàn Quốc. Sự tương tác với cộng đồng và lợi ích truyền thông của ông Park mang lại là quá lớn, có thể khẳng định rằng ông là ngôi sao sáng nhất hơn tất cả các ngôi sao trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Vì thế, khi đã khẳng định được vị thế, sẽ không có ít doanh nghiệp để tâm đến huấn luyện viên này. Bản thân VFF cũng phải chuẩn bị cho mình các kế hoạch tài chính khi đặt lên bàn hợp đồng đàm phán với huấn luyện viên Park.